Ha Seong-ri, sau nhíu giày thủy tinh đóng vai phụ suốt 19 năm, xinh đẹp tỏa sáng sau bom tấn zombie. Ha Seong-ri vốn được biết đến là sao nhí của màn ảnh Hàn Quốc. Sau nhiều năm chật vật tìm lại chỗ đứng trong giới giải trí, cô nàng đã thu hút sự chú ý khi đảm nhận một vai trong bom tấn Ngôi trường sắc sống All of Us Are Dead. Ha Seong-ri sinh ngày 9 tháng 1 năm 1995 tại vùng Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã bước chân vào làng giải trí với tư cách diễn viên nhí. Seong-ri đóng phim từ lúc 4 tuổi. Lúc ấy, cô bé họ Ha gây ấn tượng đến khán giả với ngoại hình xinh xắn, đôi mắt long lanh và lối diễn tự nhiên, dạt dào cảm xúc. Sau 4 năm từ ngày debut, Seong-ri đã được nhớ đến khi vào vai nữ chính Kim Jun-hee hay Lee Sung-hoo lúc nhỏ trong drama huyền thoại Giày thủy tinh. Cô nàng đã lột tả được vẻ ngây thơ trong sáng và đáng thương làm khán giả bật khóc cảm động cho cuộc đời của Jun-hee lúc còn thơ bé. Khi tham gia Giày thủy tinh, cô đã đóng phim được 3 năm, kể cả trước và sau thành công của bộ phim, Ha Seong-ri liên tục đảm nhận các vai diễn nhí trong phim truyền hình. Có thể nói giống như Joo Seung-ho hay Kim Jo-jung, Ha Seong-ri cũng lớn lên trên màn ảnh, đáng tiếc là không được chú ý nhiều như các diễn viên cùng thế hệ. Ngoài ra, cô còn được nhớ đến với danh xưng con gái của Sim Eun-ha nhờ đóng với mỹ nhân họ Sim trong Trap or Treat. Bộ phim ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất vào thời điểm đó là 53,1%. Nhờ sự nổi tiếng này, cô trở thành sao nhí khi thường xuyên xuất hiện trong các chương trình dành cho thiếu nhi như Kiss and Ding-dong Dance, Kindergarten cùng nhiều hoạt động công việc. Cũng từ đây mà diễn viên nhí họ Hạ tiếp tục có cơ hội góp mặt trong các bộ phim nổi tiếng khác như Non-Stop 3, Kimchi Family, The Greatest Hero, Vua Bánh Mì. Mặc dù xuất thân là một sao nhí từng tham gia nhiều phim truyền hình đình đám, nhưng Ha Seong-ri vẫn chưa có duyên với vai chính để vụt sáng thành sao. Hầu hết các vai diễn của cô nàng thường là đóng thời niên thiếu của nữ chính hoặc thuộc tuyến phụ, không có mấy điểm nổi bật để thiên hạ nhớ đến. Vì vậy, danh tiếng của Seong-ri cũng chỉ ở mức bình thường. Mặc dù chỉ nhận được vai phụ, nhưng gia tài phim ảnh của cô vô cùng đồ sộ với nhiều drama nổi tiếng thuộc hàng bom tấn. Những tác phẩm tiêu biểu trong số đó là The Producer, Quân Vương Bất Diệt, School 2017, Just WWW. Không chỉ tạo dấu ấn với màn ảnh nhỏ mà ở địa hạt điện ảnh phim chiếu rạp, thì Seong-ri góp mặt trong nhiều tác phẩm hay như Sunny, I Saw the Divine, Reversal of Fortune. Sau 19 năm, Ha Seong-ri có vai chính đầu tiên trong bộ phim đài KBS Tomorrow is Sunny as Well, tạm dịch Ngày mai trời cũng nắng. Xuất hiện tại buổi họp báo phim cũng là buổi họp báo phim hiếm hoi mà Ha Seong-ri tham gia trong suốt sự nghiệp. Nữ diễn viên gây ngỡ ngàng với nhan sắc vóc dáng vượt trội. Ngay cả với các fan của Giày thủy tinh cũng khó lòng nhận ra đây chính là cô bé Kim Jun-hee năm nào. Trên Instagram cá nhân, Ha Seong-ri thường xuyên đăng tải ảnh selfie khiến nhiều khán giả trầm trồ kinh ngạc về sự lột xác của sao nhí năm nào. Trong khi đó, Tomorrow in Sunny as Well xoay quanh câu chuyện về một cô gái trẻ mới tốt nghiệp trung học và làm việc bán thời gian ở một kênh mua sắm trên truyền hình. Bị đuổi việc, cô quyết định mở một công ty thời trang riêng và gặp gỡ một chàng trai làm việc ở kênh mua sắm kia. Năm nay cô nàng đã 27 tuổi, sở hữu ngoại hình xinh đẹp, có phần cá tính sắc sảo với dáng người mảnh khảnh. Có lẽ cái tên Ha Seong-ri sẽ chẳng có mấy ai chú ý cho đến khi cô nàng xuất hiện trong All of Us Are Dead, bom tấn gây bão đầu năm 2022 của Netflix. Tương tự các tác phẩm đề tài zombie hàng khác, đứa con tinh thần của đạo diễn Lee Jae-kyu gây ấn tượng với những cảnh hành động rượt đuổi ngột thở, kịch tính, hành động gay cấn. Ngôi trường sắc sống cũng khéo léo lồng ghép nạn bạo lực học đường, tình cảm gia đình, bạn bè vào từng chi tiết. Đặc biệt đảm nhận vai trò dẫn dắt mạch phim là dàn diễn viên trẻ tuổi và chưa được nhiều người biết đến. Ngoài nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên trẻ cũng là yếu tố góp phần làm nên sức hút và thành công cho Ngôi trường sắc sống. Sau thành công của phim, nhiều gương mặt trẻ đang trở thành thần tượng mới của giới trẻ được truyền thông Hàn Quốc săn đón. Không thuộc tuyến nhân vật chính ở bom tấn phim zombie All of Us Are Dead, thời gian liên hình cũng không nhiều, nhưng nữ diễn viên Ha Seong-ri lại gây ấn tượng mạnh đối với khán giả với những cảnh rượt đuổi bắn cung diệt zombie đẹp mắt. Trong phim, cô vào vai một cô học trò kim vận động viên bắn cung Jan Hari, người vô cùng mạnh mẽ, điềm tĩnh và có thể bất chấp tính mạng vì em trai mình. Là thủ lĩnh của một nhóm nhỏ, cô khiến khán giả phải trầm trồ bởi thần thái sắc lạnh, đội quân ngầu mỗi khi dương cung xử đẹp đám thầy ma. Hari của Seong-ri có tạo hình đơn giản nhưng lại làm khán giả xao xuyến vì vẻ gai góc mạnh mẽ, đậm chất xóa tỉ, có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng. Những màn bắn cung chiến đấu của Hari quả thực hấp dẫn khiến ai nấy mê mệt. Tương tác của chị bắn cung với bà chồng Park Min-jin cũng vô cùng tốt. Hai chị cứ chung khung hình là xóa khí ngời ngời, thần thái và phong cách đúng kiểu bá đạo trên từng hạt gạo. Trên phim, vì vào vai một cung thủ mạnh mẽ lại phải chiến đấu với zombie nên Ha Seong-ri xuất hiện với tạo hình vô cùng đơn giản, gương mặt gần như không có son phấn. Khi xem những hình ảnh ngoài đời, khán giả phải sửng sốt vì vẻ đẹp của nữ diễn viên. Tương tự trên phim, ngoài đời Ha Seong-ri cũng thay đổi phong cách mạnh mẽ, cá tính, đúng chuẩn xoáy tỉ vạn người mê.